chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, đây là cóc non này các bạn. Sáng nay mình đi chợ mình thấy người ta bán cóc non á, thế là mình mua. Chỗ này là 1 ký nha. Bữa nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cách làm mứt cóc non. Thì 1 ký cóc non của mình nè. Rồi nguyên liệu mà để mình làm nữa là gồm có đường nè. Rồi muối để một lát nữa mình cho vô nước để mình ngâm. Và mình cần thêm khoảng một ít nhánh gừng nhỏ nhỏ nè. Mình đã gọt vỏ rồi. Một lát nữa mình sẽ bào mỏng ra rồi mình sắt sợi nữa nha. Bây giờ đầu tiên đó là mình có chuẩn bị ở đây một nửa thau nước này. Rồi mình cho muối vô. Cho cái lượng muối nó hơi mặn mặn một xíu. Để mình ngâm cóc á. Cái thứ nhất là cho nó hết cái nhựa cóc. Thứ hai nữa là cho cóc nó cũng thấm cho nó có cái vị hơi đậm đậm á. Rồi bây giờ mình sử dụng cái loại dao bào mà 2 lưỡi nhỏ nhỏ này nè các bạn. Mình sử dụng để mình gọt vỏ cóc nha. Mình bào cái loại dao này cái lớp nó mỏng thôi cho nên là mình bào nó đi mỏng thôi. Mình trong nhà mình có tới mấy loại dao để bào á. Có cái to để khi nào mà mình muốn cắt những cái lát đều to to hơn thì mình sử dụng cái dao to. Còn cái quả cóc này nó bé bé, mình gọt vỏ thì mình sử dụng cái dao này là được rồi. Cái lớp vỏ của nó đi rất là mỏng luôn. Nhưng mà khi mà mình bào được hết cái 1 ký cóc này chắc cũng hơi lâu á. Nhưng mà khi mà mình muốn ăn ngon thì mình phải chịu khó thôi. Rồi mình đã bào xong được quả cóc như vậy đây nè. Thì mình sẽ cho nó vô cái thau nước muối mình ngâm ha. Rồi mình cứ tiếp tục để bào cho nó hết cái rổ cóc này đi đã nha. Cóc mình đã gọt xong hết vỏ rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình lấy cái dao mình chẻ nó ra làm hai. Cái hột nó thì nó cũng hơi cứng cứng một xíu rồi. Nhưng mà mình vẫn chẻ được nè các bạn. Và mình cứ chẻ cho nó hết cái chỗ cóc này ra làm hai luôn nha. Sau khi mà mình đã cắt cóc ra làm hai rồi mình ngâm ở trong nước muối cũng khoảng cỡ 15 phút thêm rồi á. Bây giờ mình vớt ra này. Và mình cho qua một thau nước sạch mình đang lấy ở bên này nè các bạn. Mình xả lại một lần với nước sạch ha. Rồi mình vớt ra ngoài rổ. Mình có thể xóc xóc đi cho nó mau ráo nước á. Hoặc là mình để ở dưới cái quạt á để cho cái mặt cóc nó ráo nước nha. Sau khi cóc á, nó đã ráo ráo rồi nè các bạn. Xe xe cái mặt rồi nè. Giờ mình cho vô một cái thau. Thì cái chỗ cóc này á, mình cân lại là còn được 800 g. Thì mình sử dụng đường á, là 400 g đường cát nha. Mình cho vô để trộn với cóc. Mình xóc xóc nó lên nha. Bên muỗng mình đảo cũng được. Rồi mình cho hết cái chỗ đường này vô luôn nha. Sau khi mà mình cho hết đường mình đảo vô với cóc rồi ấy, thì mình dùng cái màng bọc thực phẩm á,
để mình bọc lại nhé. Mình đậy lại để cho nó khỏi có bụi vô á. Rồi mình để đây mình chờ cho tới khi nào mà cái đường á nó chảy ra thành nước á, rồi mình mới mang đi phên nha. Lâu lâu mình xóc nó lên để cho nó lẫn, cho nó mau chảy nha các bạn. Cốc mình ướp với đường á, nó đã chảy thành nước đây nè các bạn. Bây giờ mình gạn cái phần nước ra để mình nấu trước nha. Mình gạn cái phần nước ra rồi cái mình bật lên bếp mình nấu cho nó hơi hơi kẹo kẹo vô, rồi mình mới cho cốc vô mình đảo nha. Thì nó mới không có cốc, nó mới không có bị mềm. Khi mình nấu cái nước đường ở trên bếp đã được một chập, nó đã rút rút bớt rồi á, thì mình cho cốc vô để mình đảo nha. Mình làm như vậy để rút ngắn cái thời gian mà xên cốc ở trên bếp á, để cho cái miếng cốc của mình nó không có bị nát nha. Rồi bây giờ là mình cứ dùng hai cái sới này này để mình đảo. Cốc mình vừa đổ vô là mình thấy nó đã chuyển qua cái màu vàng rồi nè các bạn. Mình cứ đảo xem cho tới lúc mà nó cạn nước đi á, nó vừa vô với đường nóng nó chuyển qua màu vàng đẹp chưa nè. Mình xem được một chập rồi, mình cái miếng cốc á nó đẹp, nó có cái màu đẹp. Bây giờ là mình cho gừng mà mình sắt sợi nè các bạn, mình sắt thiệt là mỏng luôn á, mình cho vô nha, để mình đảo để cho gừng nó chín á, chín với nó đều với cốc á, để cốc nó có một cái mùi thơm nha. Wow, mình cho vô là mình đã nghe cái mùi gừng nó thơm rồi đó. Mình cứ tiếp tục mình xên cốc ở trên lửa khoảng cỡ thêm 20 phút nữa các bạn mới được. Những cái miếng như vậy nè các bạn, nó đã trong trong như vậy nè, thì những cái miếng này là sắp được rồi nè. Mứt mình xên nó vẫn còn nhiều nước nè các bạn, nhưng mà bây giờ mình tắt bếp đi nha. Rồi mình gạt một cái chiếc đũa lên trên cái chảo này, rồi mình gạt cái vị lên đây, rồi mình sẽ cho cái chỗ mứt của mình á nó lên trên cái tấm vị này nha. Có những miếng cái nó lột luôn cái vỏ nó rồi nè các bạn. Nếu mà mình cứ để mình xem biết là nhiều khi là nó nát đó các bạn, cho nên là mình phải làm cách này nhé. Mình hạ lửa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Rồi khi mà mình đã cho cốc lên rồi á, thì mình sử dụng cái muỗng á, ở dưới á, thì mình vẫn cứ nấu để cho cái nước đường nó đặt lại á, các bạn. Mình sử dụng cái muỗng này nè, rồi mình cứ vậy mình từ mình rải lên từng miếng cốc ở trên này nè. Chứ nếu mà mình cứ để cốc ở dưới á, rồi mình xên miết rồi thì cốc nó sẽ bị nát ra các bạn. Và mình làm theo cái cách này đối với một số mứt thì rất là ngon á. Như hôm trước mình cũng làm mứt me theo cách này nè, rồi mứt xoài mình cũng làm theo cách này thì nó không có bị nát. Mình cứ tiếp tục mình chế nước đường lên cho tới khi nào mà nước đường này mà nó rạch lại, cái nó không có còn chảy như vậy nữa là được nha. Từ 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 nó kẹo lại, nó sẽ khô lại.
những cái miếng mứt nó vàng óng luôn, nhìn rất là ngon này. Mình hạ lửa thiệt là nhỏ vì nó còn có ít nước này các bạn. Rồi cái tay mình cầm luôn cái vỉ này luôn. Đó, đường ở dưới nó vẫn đang sôi đó các bạn. Mình chịu khó một xíu thì mình làm món ăn nó mới ngon nha. Nó vẫn sôi đều ở dưới đó. Mình chế cho đều hết cả những cái miếng mà nó ở bên rìa này nè các bạn. Nước đường ở dưới chảo của nó cũng đã rạt rồi các bạn. Thì mình tắt bếp đi. Rồi mình cứ để mứt ở trên cái vỉ như vậy để cho nó rõ hết những cái đường nào mà nó chưa có kịp khô á thì nó rớt xuống dưới. Có một số người muốn ăn khô hơn á thì sẽ mang ra phơi hoặc là cho vô lò sấy, nhưng mà mình lại thích ăn mềm mềm như vậy á các bạn. Cho nên là mình sẽ để cho nó ráo hết cái nước đường rồi mình bỏ trong cái hộp á, rồi mình để mình ăn dần thôi nha. Nhìn nó đẹp mà nó cũng ngon lắm đó các bạn. Cái mùi gừng á thơm lắm. Chúc các bạn cũng làm được thành công nha. Mến chào các bạn.